Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai đi shopping, đi đến cái tiệm Sunderland. Đó các bạn nhìn thấy, đây là cái tên tiệm chuyên môn bán cây và vật dụng. Thì Quỳnh Mai hôm nay đi đến tiệm đó tại vì hôm nay là cái tiệm Sunderland này sale 40% off các bạn, tất cả các loại cây hoa, cây ăn trái và cây có bóng mát, hoa bụi hay là hoa ở trong cái pot nhỏ đều là 40% off hết. Nên Quỳnh Mai đi mua được cây hồng này nè các bạn. Cây hoa hồng này là hoa hồng leo, nó có tên là Peggy Martin Climbing Rose các bạn. Thì cái cây hoa hồng này người ta trồng rất là nhiều tại vì người ta thích nó các bạn. Người ta thích nó tại vì nó ra hoa từng chùm vậy, rất là đẹp các bạn. Cái màu của nó thì màu hồng và hoa từng chùm. Khi mà mình trồng á thì nó không có sâu bệnh nè, rất là mạnh nè. Rồi chiều cao của nó từ 10 cho tới 15 feet hơn. Rồi khi mà nở bông vào hai mùa, đó là mùa xuân và mùa thu, với những cái bông từng chùm rất là đẹp. Người ta ở trong đây quảng cáo là Root the Year, nghĩa là nguyên năm luôn. Đầu mùa xuân nở từng chùm rồi kéo dài cho tới mùa thu, rồi mùa thu kéo dài cho tới mùa đông. Nên nó có mặt suốt hết luôn các bạn. Nhưng mà cái bông mà nhiều nhất là vào mùa xuân và mùa thu. Còn những mùa kia thì nó cũng nở qua nhưng mà nó lai rai các bạn. Thì các bạn nhìn thấy cái cây hoa này hoa cây hoa hồng này là hoa hồng dây, nó không có gai nha các bạn. Thì mình rọi gần cho các bạn thấy là nó không có cái gai nào hết đó. Và cái lá của nó thì nhỏ hơn cái hồng bụi nha các bạn, và nó có 5 lá đó. Cái lá, cái nhánh của nó ra cái cành như thế này có 5 lá. Các bạn đếm đi. Đây là 2, 4. Và cái đầu nữa, một cái lá đầu nữa là 5. Và những cái lá kia là thì nó là song song với nhau các bạn. Đó. Để cho các bạn có thể nhìn thấy, phân biệt được đâu là cây hồng leo và đâu là cây hồng bụi nha các bạn. Thì cây hồng leo, cái tên Peggy Martin này rất là quen thuộc tại vì người này truyền miệng cho người kia khen nó các bạn, tức là nó có hoa rất là nhiều và rất là sai hoa. Nên hôm nay Quỳnh Mai đi đến tiệm Sunderland để mua một cây về để trồng cho nó leo cho đẹp các bạn. Thì người ta nói là mình muốn tạo dáng cho nó kiểu gì cũng được, là mình cắt tỉa nó các bạn. Cắt tỉa nó càng nhiều thì nó ra hoa càng nhiều nha các bạn. Rồi mình cũng có thể lấy giống, nhân giống cho nó bằng cách mình cắt cành, mình dăm cành các bạn, rất là dễ luôn. Nên nhiều người mua cái này, lần đầu mua thì người ta mua chừng một bụi, rồi khi mà trồng nó nhiều lên rồi nó bò đi đó các bạn, thì các bạn trim cành, những cái cành mà mình cắt bỏ đó mình đem mình dăm thì nó lại lên rễ,
Và mình gây ra hết vườn các bạn, rất là đẹp. Tới mùa xuân với mùa thu thì hoa hồng này nó leo lên, như mình làm cái giàn cho nó leo lên thì nó đầy nhóc hoa luôn các bạn, ít khi mà thấy lá đó. Thì một chậu như thế này là 45 đô 99 sen, khi mà ốp 40% thì Quỳnh Mai trả cái này chỉ có 20 mấy đô thôi các bạn, rất là rẻ luôn đó. Đây là cây hoa hồng mà mình rất là thích, cây hồng leo, cái bông chùm chùm rất là dễ thương đó. Rồi nhân giống cũng rất là dễ luôn, khi mà mình nó lớn nó leo lên trên vàng đầy nhóc hết các bạn. Có thể khi mà các bạn trim, đáng lẽ các bạn đem đi bỏ thì các bạn cắt ngắn ngắn, rồi các bạn dâm vào trong một mấy cái chậu, thì sang năm các bạn lại có thêm những bụi hoa hồng leo này nữa các bạn. Cái hoa của nó rất là dễ thương. Sau đây Quỳnh Mai xin chia sẻ với các bạn cách dâm cành cây hoa hồng leo nha các bạn. Thì sẵn đây nó mùa xuân rồi thì nó tùm như thế này, nên Quỳnh Mai cắt được 3 nhánh các bạn đó, 3 cây nhánh hồng Peggy Martin. Thì đây là 3 nhánh các bạn nhìn thấy. Mình lựa cái ba nhánh nó già các bạn, nó cũng không non quá và cũng không già quá. Các bạn nhìn thấy nó có cái chùm hoa nè, mà nó chưa có nở nha. Thì bây giờ Quỳnh Mai cắt ba nhánh, rồi Quỳnh Mai sẽ tỉa cái lá nó đi các bạn. Những cái cành lá nó mình cắt phân nửa để cho cái chất bổ không có nuôi những cái lá này, mà nó dồn sức lại để nó mọc rễ nha các bạn. Đó, thì mình chuẩn bị là ba cái chậu nhỏ này là cỡ 1 gallon. Mình dùng cái đất potting mix moisture control, cái ba màu xanh dương đó, mình đổ vào trong cái ba cái chậu này thì các bạn nhìn thấy đó. Rồi Quỳnh Mai mới mua ở Home Depot cái chai routine powder các bạn đó, routine powder. Cái hũ này là 6 đô mấy, là chất bột ở trong đó các bạn. Thì trước khi mà mình dâm cành thì mình mở cái hũ này ra, rồi mình trước hết mình tỉa cái ba nhánh hồng này đi. Mỗi cái nhánh lá mình cắt phân nửa, rồi chừa một cái ngọn lá ở trên thôi, còn phía dưới là mình tỉa hết các bạn. Rồi mình mới tìm một cái ly nước, rồi mình nhúng cái cành này vào trong cái ly nước đó để cho nó ướt, rồi mình mới nhúng vào trong cái hũ routine hormone này, rồi mình khoét một cái lỗ ở trên cái chậu 1 gallon, rồi mình mới đưa xuống cái nhánh này, đưa xuống sâu cỡ chừng 1.5 inch các bạn đó. Rồi mình đây cái gốc nó cho cứng lại để cho cái nhánh này nó không có lung lơ, để cho nó mọc rễ. Rồi sau cùng Quỳnh Mai dùng cái bịch ni lông trắng này trùm nó lại. Khi mà cặm vào trong cái hũ này thì trong cái chậu này thì Quỳnh Mai sẽ tưới nước cho đẫm hết, rồi mới lấy ni lông trùm lên trên, cột lại và khoét ở trên đầu một cái lỗ để cho cái hơi nó ra vô. Rồi mình để tìm cái chỗ mát mình để nha các bạn, để cho nó không có bị nóng quá rồi nó chín luôn. Nếu mà trời nắng quá thì các bạn đem vô chỗ có bóng râm để
rồi hoặc là các bạn đem vô trong greenhouse các bạn để, rồi tuần hai tuần nó sẽ ra rễ nha. Rồi như vậy là nếu mà thành công thì Quỳnh Mai sẽ có thêm 3 chậu Petri Martin Grow Green Bean nha các bạn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đi lấy một cái chậu nước 3 nhánh hồng Petri Martin Quỳnh Mai cắt ra được 6 nhánh các bạn. Mỗi nhánh cỡ chừng một gang tay, thì ở phía trên ngọn Quỳnh Mai chừa lại một cái lá để cho nó hút ánh sáng mặt trời vào các bạn, còn những cái lá ở dưới là mình cắt bỏ hết đó. Thì như cái nhánh này cũng vậy, mình chừa một cái lá trên còn dưới mình tuột lá hết. Rồi bên đây cũng vậy các bạn đó, thì để cho nó dồn sức để nó đem xuống dưới nó mọc rễ các bạn, xuống dưới gốc nè. Rồi bây giờ mình mai sẽ nhúng cái gốc của chánh hồng nè. Đây là cái nước mình nhúng như thế này đó, cỡ chừng một inch rưỡi mình nhúng nước để cho nó dính nước vào trong cái nhánh hồng, xong rồi mình mới nhúng vào trong cái hũ rutin hormone các bạn. Cái hũ này mình mới mua nên mình nghĩ nó rất là hiệu nghiệm đó, nó mời dính bột màu trắng này đó. Rồi Quỳnh Mai sẽ bỏ vào trong cái chậu, rồi mình cho nó sâu xuống là cỡ chừng một inch rưỡi các bạn đó. Đây mình nhúng nước cho nó ướt, xong rồi mình bỏ vào trong cái hũ hóc môn đó. Các bạn nhìn thấy mình cho nó dính nhiều một chút đó. Đấy, các bạn, rồi mình mới bỏ vào trong cái lỗ, rồi mình dùng cái bay mình đè lại đó. Đè lại cho nó thật chặt, tại vì Quỳnh Mai có cầm cái máy nên không có đè xuống được, đè cho nó không có lung lơ cái gốc đó. Vậy là xong rồi đó các bạn. Rồi còn lại hai cái chậu nhỏ Quỳnh Mai sẽ làm luôn. Quỳnh Mai đã dăm cành vào trong cái chậu một cái lông, rồi trùm cái bịch ni lông trắng trong vào các bạn, và cột phía dưới để cho nó không có bay bịch ni lông đi. Và ở phía trên khoét một cái lỗ, đây là cái lỗ để cho không khí nó ra vô. Rồi mình bọc ni lông như vậy để cho ở trong cái chậu này tạo ra cái độ ẩm, thì những cây hoa hồng của mình nó sẽ mọc rễ ra nha các bạn. Thì mùa xuân với mùa thu cây hoa hồng mình ươm rất là dễ, tại vì mùa xuân thì nhiệt độ mát, mùa thu cũng vậy các bạn. Thì hai mùa, mùa xuân mùa thu là mùa để ươm cây hoa hồng với bất kỳ cây gì các bạn. Là mùa xuân mình dăm cành nè, rồi mình chiết rễ nè, rồi mình bó nữa các bạn, đủ loại để làm vào mùa xuân đó. Thì nếu mà mình bó cành thì nó kéo dài 2-3 tháng, còn mình dăm cành như thế này thì chừng nửa tháng, một tháng là nó sẽ mọc rễ ra các bạn. Khi mà nó mọc rễ và nó mọc lá lên thì mình dỡ cái bọc này ra cho nó phát triển tự nhiên các bạn. Thì năm nay Quỳnh Mai xài hết cái hũ hormone rồi, nên đi mua cái hũ mới này ở tiệm Home Depot. Xin chia sẻ với các bạn là cái tên nó như thế này đó, Rutin Powder, là để
dăm cành cho nó ra rễ các bạn. Rồi mình cũng có thể dùng cái thuốc ở trong này nè, mình lấy một muỗng cà phê đó, rồi một ga lông nước, rồi mình đổ một muỗng cà phê cái bột này vào, rồi mình quậy, rồi mình có thể tưới vào trong cây để giúp cho cái rễ nó khỏe mạnh, nó không bị chết nha các bạn. Nhưng mà cái này công dụng của nó là dùng để tạo ra rễ đó. Như mình dăm, mình bỏ xuống đất như thế này, mình phải nhúng nó vào trong cái hũ bột này, rồi mình mới trồng nó xuống đất thì nó mới ra rễ được nha các bạn. Cái thuốc này thúc đẩy cho cái nhánh của mình nó ra rễ. Khi mà nó ra rễ rồi thì nó sẽ mọc lá lên, phát triển từ từ lên thì thành cái cây đó. Người ta muốn có một cái cây khác thì dăm cành hoặc là gieo hạt. Nhưng mà hồng này nó không có hạt nên mình phải cắt nhánh nó để dăm cành các bạn. Và mùa xuân là mùa thích hợp để dăm cành nhất đó các bạn. Tại vì nó mát mẻ, nó không có nóng. Nên cái những cái nhánh hồng nó ra rễ rất là mau. Vậy thì hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn là mình mới mua một cái cây hoa hồng leo tên là Peggy Martin đó. Cái hoa của nó nở từng chùm từng chùm. Khi mình cho nó leo lên vàng thì cái vàng của mình hoa phủ đầy hết, rất trông rất là đẹp luôn. Và cái hoa này nó có thể kháng bệnh được các bạn. Nó không có bệnh nhiều như những loại hoa hồng mà cắt cành, nên mình trồng mình dễ chăm sóc các bạn đó. Rồi Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn cách dăm cành vào mùa xuân cành hoa hồng. Vậy thì video hôm nay tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.